Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một bài tập tính tổng SN. Đây. Với SN sẽ bằng 1 cộng 1 phần 2 cộng 1 phần 3 cộng chấm chấm cho đến 1 phần N, đúng không ạ? Đây. Thì cũng tương tự như những cái bài tính tổng ở hôm trước. Thì ở đây mình sẽ viết code cũng tương tự như những bài trước đấy. Đây. Thì cái đoạn code này thì mình cũng có từ những cái bài trước cho nó nhanh, và mình chỉ thay đổi một số cái biểu thức tính ở trong này thôi ạ. Thì đầu tiên thì cũng mình cũng sẽ khai báo một số cái thư viện liên quan. Đây, stdio.h đây là mát hay con hiệu đấy. Rồi, và sau đó mình sẽ khai báo một cái biến n. Biến n đây chính là cái số tự nhiên n này đấy. Rồi, và sau đó sẽ khai báo cái kiểu dữ liệu cho tổng s này đấy. S đây chính là tương tự như s đây đấy. Mình khởi tạo cho nó giá trị bằng 0. Vậy thì vì sao mình sẽ đặt cái s này là kiểu float đấy? Bởi vì đây là một dãy SN đấy ạ. 1 cộng 1 phần 2 cộng 1 phần 3 1 chấm chấm lên 1 N, đúng không ạ? Ở đây nếu 1 chia 2 là bằng 0.5, đúng không ạ? 0.5 cộng 1 chính là 1.5. Đấy, với trường hợp N đây bằng 2 nữa, thì nó sẽ là 1.5. Thì 1.5 bản thân nó là một số thực, đúng không ạ? Đấy. Vì thế nên là khi các bạn khai báo cái số nguyên thì nó chỉ lấy cái giá trị là 1, đúng không ạ? Thì nó sẽ không chính xác. Đấy. Nó chỉ lấy cái giá trị đằng trước cái dấu phẩy. Đúng không? Thì mình phải khai báo cái kiểu load này. Và sau đó in ra màn hình để nhập cái số tự nhiên n vào. Đấy. Sau đó sẽ là cấu hình scanf để nhập giá trị từ bàn phím và sau đó in ra cái màn hình. Rồi sau đó tiếp tục mình sẽ sử dụng một cái for, vòng lặp for đấy ạ. Thì đây là cái vòng lặp for. Đấy. Mình khởi tạo cái giá trị ban đầu cho nó bằng 1 và sau đó đi so sánh với n vừa nhập ở trên, đúng không ạ? Đấy, nếu nó bé hơn hoặc bằng n thì làm công việc là s bằng s cộng 1 chia y, đúng không ạ? Chính là khi cái biểu thức này đúng thì làm cái cấu hình gán s này bằng s cộng 1 chia y này, đúng không ạ? Rồi sau đó nó sẽ tăng cái y này lên một đơn vị tiếp thôi, đúng không ạ? Tức là lúc này khi tăng lên thì y sẽ bằng 2 và nó tiếp tục so sánh với n. Nếu đúng thì nó lại tiếp tục làm công việc này và sau đó tăng y lên. Đấy. Nếu nó sai thì sao? Nếu nó sai thì nó sẽ ngừng việc làm tính s này bên dưới này và nó sẽ in ra màn hình cái kết quả s vừa tính ở trước nó. Đấy. Tức là s tại 1 đấy. S tại y bằng 1 đấy. Đấy. Và cái print s này thì nó chỉ là tác dụng của nó là in ra màn hình cái kết quả của cái dãy SN đó thôi. Và lần get này thì mình dùng để dừng cái màn hình lại. Rồi. Thì mình sẽ chạy cho các bạn xem đấy. Ở đây mình sẽ nhập cái số tự nhiên n cho các bạn. Ở đây mình sẽ nhập là 2 đi ạ. Thì nó đã ra kết quả là 1 đấy. Vì sao lại là 1? Ta có thể kiểm tra lại để xem tại sao nó lại ra 1 nha. Đây là máy theo code thì mình viết ra bằng 1, đúng không ạ? Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ tính với đây. Thay s bằng 1, tính cho các bạn xem luôn nha. Đây là 1 nha, đây bằng 1 bằng 2 ạ. Bên xin lỗi các bạn bằng 2 ạ. 2 tức là bằng gì? 1 cộng cho 1 phần 2, đúng không ạ? Đấy, khi n bằng 2 thì s2 thì sẽ bằng cái này. Rồi. 1 cộng cho 0.5, đúng không ạ? Thì sẽ bằng 1.5, đúng không ạ? Nhưng vì sao cái kết quả nó lại in ra là bằng 1? Thì bởi vì khi các bạn khai gắn cái biên s này bằng s cộng 1 trên y chữ y, đúng không ạ? Mà cái y này các bạn khai báo nó là một cái kiểu nguyên,
kiểu nguyên integer đấy ạ. Và số 1 này cũng là kiểu nguyên. Thì mặc nhiên rằng cái một chữ y này là một kiểu nguyên. Đấy. Nên là khi các bạn khai báo như này thì nó hiểu rằng đây cái một chữ y này là một kiểu nguyên. Ví dụ các bạn cái 1 chia 2 đúng không ạ? Thì nó sẽ bằng 0.5 đúng không ạ? Thì khi các bạn khai báo như này thì nó chỉ lấy cái giá trị đằng trước cái dấu phẩy này đó, tức là nó lấy giá trị 0 này ạ. Đấy. Một chữ y, một chữ 2 sẽ bằng 0 đấy. Và cái s lúc này thì nó sẽ bằng 1. Đấy. Tức là s lúc này này thì sẽ bằng này. Suy ra s nhá. S này sẽ bằng này 0 này cộng cho 1 cộng cho 0.5 đúng không ạ? Đấy, thì nó sẽ ra kết quả là 1. Đấy. Thì để khắc phục cái lỗi này thì mình chỉ việc thêm cái định nghĩa lại cho nó. Okay. Đây là plot ạ. Đấy, kiểu dữ liệu cho nó thì nó sẽ đúng. Đấy. Để kiểm chứng thì mình sẽ chạy cho các bạn xem. Rồi, ở đây mình sẽ nhập là 2 nhỉ. Lúc này là nó tính bằng 1 đúng không ạ? Ở đây mình sẽ nhập là bằng... Rồi, thì nó đã in ra kết quả là 1.5 đúng không ạ? Đấy. Nó hoàn toàn trùng khớp với cái giá trị mình tính bằng tay đúng không ạ? Rồi. Ở đây thì nếu như mình xóa cái plot này 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 đi thì nó lúc nào nó cũng in ra cái giá trị bằng 1 cả. Đấy. Lúc nào cũng in ra cái giá trị bằng 1 cả. Không tin thì các mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy. Ở đây mình nhập là một số rất lớn nhé. Đấy. Các bạn có thể thấy nó đã in ra cái giá trị đấy, số rất lớn đấy. Nó vẫn in ra giá trị là 1 đấy. Đấy, nhưng khi các bạn thêm cái plot này vào đấy thì nó sẽ ra một cái số cụ thể luôn đấy, không phải 1 nữa đấy. Bây giờ bạn nhập là 4 đấy. Đấy, thì nó sẽ ra cái giá trị chi tiết luôn đấy. À. Thì trên đây là cái bài tập thứ tư tính SN bằng 1 cộng 1 phần 2 cộng chấm chấm cho đến 1 chia 2N. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ạ.